Nhàn nhạt màu sắc rực rỡ vầng sáng như ẩn như hiện, cẩn thận nhận biết liền có thể phát hiện cái kia màu sắc rực rỡ là chia làm 8 loại vầng sáng lấp lánh tản mát ra nhu hòa khí tức. Thiên hòa thủ tọa sớm nhớ bị bóp lấy yếu hầu, con mắt đều muốn theo trong hốc mắt đó đột xuất hiện. Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Lý Tĩnh Si lời nói tại trong đầu của hắn không ngừng quanh quẩn. Đây chính là thiên dưỡng hạch tâm có thể sinh ra thiên dưỡng tinh thạch, thiên long tinh của thiên mã tinh sinh mệnh chi hạch, lại còn có cái thứ ba. Toàn bộ thiên long quảng trường bữa này lúc vang lên trên một mảnh tiếng nghị luận. Đối với tuyệt đại đa số người tới nói, căn bản cũng không biết cái này thiên dưỡng hạch tâm là cái gì, cho nên bọn họ đều là mờ mịt. Một số nhỏ người thì là cảm thấy thứ này hẳn là cùng với thiên dưỡng tinh thạch có quan hệ, là phóng to phiên bản thiên dưỡng tinh thạch, chứ có cả cập nhật cấp độ những cái vị kia mới thật sự hiểu cái này nhìn qua không lớn tinh thạch đại biểu ý nghĩa là cái gì. Cái thứ ba, không chỉ là thiên hòa thủ tướng trong đầu hiện lên trên cái âm thanh này, tại La Miên Vũ trong đầu sao lại không phải như vậy. Tại cuối cùng cái này đại trục xuất hiện trước đó, hắn liền đã đoán được món đồ giá này nhất định là nhắm vào thiên hòa tộc, đồng thời dùng tới hấp dẫn thâm hồng chi vực xuất hiện tồn tại, là thiên hòa tộc không thể nào không bắt lại đồ vật. Có thể hắn cũng trăm triệu không nghĩ tới, vậy mà lại là thiên dưỡng hạch tâm. Hoặc là nói tại trước ngày hôm nay, hắn căn bản là không có nghĩ tới sẽ có thiên dưỡng hạch tâm thứ này tồn tại. Cái này sao có thể? Thiên dưỡng hạch tâm là thiên dưỡng tinh thạch cỡ lớn phiên bản sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Nếu như chẳng qua là như thế, tại sao có thể làm cho làm miền vũ? Thiên hòa thủ tọa đều như thế giật mình cùng rung động. Tinh Nguyệt Lòng kế sĩ Lý Tĩnh Si nói, thứ này có 3 cái, trước 2 cái đã không có khả năng lấy ra, đúng vậy là không thể nào lấy ra, bởi vì đó là thiên long tinh cùng thiên mã tinh sinh mệnh hạch tâm, cũng chính là La Miên Vũ thấy ra vị kia, lòng thiên dưỡng bản thể, đây mới thực sự là sinh mệnh chi hạch, một cái vị diện sinh mệnh hạch tâm đã tiếp cận thần cấm cấp độ sinh mệnh hạch tâm. Lần này lòng má buổi đấu giá lớn bên trên bản đấu giá vật phẩm đúng là so với số chân quý tồn tại, có thể cùng với trước mắt khối này thiên dưỡng hạch tâm so sánh. La Miên Vũ cảm giác coi như là muốn trước đó tất cả mọi thứ điểm cộng lại cũng không bằng khối này thiên dưỡng hạch tâm giá trị cao. Cái này thì tương đương với là một cái có thể sản sinh ra viên thứ ba thiên mã tinh, thiên long tinh tồn tại, là 4 chiều không gian lối vào, có thể làm cho tinh cầu tiến hóa sản phẩm. Tác dụng của nó to lớn, căn bản không thể dùng giá trị để cân nhắc. Cái này đã có thể nhường ra một chút chủng tộc triệt để quật khởi đồ vật. Long tộc cùng thiên mã tộc vậy mà đem như thế một vật đem ra. Đây là thật hay là giả? La Miên Vũ tại rung động, đồng thời trong đầu cái thứ nhất hiện ra chính là cái suy nghĩ này. Hắn thật khó mà tin được, thiên dưỡng hạch tâm thế mà có 3 thứ tồn tại. Nếu như đây là thật, đúng là thâm hồng chi vực dù như thế nào đều sẽ không bỏ qua. Bọn hắn mong muốn thuần phệ thiên mã tinh, thiên long tinh, mục đích không chính là cái vật này sao? Thuần phệ hắn sinh mệnh hạch tâm cùng chỗ có sinh mệnh năng lượng. Trước mắt cái này là một cái ngang cấp sinh mệnh hạch tâm. Còn có cái gì so với trực tiếp bắt lại cái này dễ dàng hơn đây? Đều không cần tình luyện, trực tiếp liền có thể dùng. Mà đối với thiên hòa tộc tới nói, thu được cái này miếng thiên dưỡng tinh từ hạch tâm, liền mang ý nghĩa rằng thiên hòa tộc thiên hòa tinh đem tùy theo tiến hóa, chính thức hướng về phía thiên long tinh phương hướng phát triển, mà lại dùng không có bao nhiêu năm để có thể tiến hóa hoàn thành, trở thành thiên long tinh loại này tồn tại. Thiên hòa tổng cũng tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên, toàn dân tiến hóa. Cái này một so với trước đó bắt lại ra những kiện vật khí kia cũng không biết tốt biết bao nhiêu lần. Đây mới thật sự là hạch tâm sức cạnh tranh. Không chỉ là thiên hòa tinh, nếu để cho Đấu La Tinh cầm lấy tới cái này thiên dưỡng hạch tâm, cho vĩnh hằng chi thụ thôn phệ hấp thu, Đấu La Tinh cũng đồng dạng có khả năng tiến hóa, hướng về phía thiên long tinh cái phương hướng này tiến hóa. Cho nên khi mà nhìn đến thứ này về sau, La Miên Vũ con mắt đều có một chút đỏ lên. Trong lòng của hắn đối với cái đồ chơi này khát vọng tuyệt đối không tại thiên hòa thủ tọa phía dưới. Là thật, ngay lúc này một cái âm thanh sâu kín tại La Miên Vũ thần thức chi hải bên trong vang lên, chính là đã rất lâu chưa từng xuất hiện lòng thiên dưỡng âm thanh. Ngươi có thể cùng ta trao đổi, không sợ bị bọn hắn phát hiện sao? La Miên Vũ lúc này thần tâm chấn động, đồng thời lập tức cẩn thận mà hỏi. Sẽ không, nơi này có ta hạch tâm tại đó, thần thức của ta sẽ tăng cường đến siêu việt bọn hắn cấp độ, chỉ cần ta không nguyện ý ai cũng không phát hiện ra được. Long thiên dưỡng âm thanh ở bên trong mang theo vài phần u oán, càng nhiều hơn nữa chính là bất đắc dĩ.
La Miên Vũ nghe nàng kiểu nói này, vội vàng không kịp chờ đợi hỏi: "Nay quả thứ ba thiên sưỡng hạch tâm là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có thứ này tồn tại? Ngươi không phải nói lúc trước tiến hóa chỉ có hai cái sao?" Long Thiên Dưỡng nói: "Lại chỉ có hai cái, tạo thành Thiên Mã Tinh cùng với Thiên Long Tinh. Thông qua cả hai cộng hưởng đem ta thế giới đem thông san 3 chiều tiến hóa đến 4 chiều không gian. Nhưng ngươi hẳn là nhớ kỹ, ta từng kể cho ngươi 5 chiều không gian là dạng gì. Có hai khỏa tinh cầu nào kết nối. Ta 4 chiều không gian đã cơ bản ổn định. Cái này tạo thành thần giới tương lai cơ sở. Có thể nghĩ muốn thành tựu thần giới, ta còn cần đi chạm đến 5 chiều không gian phạm trù. Với ta mà nói, chân chính thành lập ra một cái 5 chiều không gian là chuyện không thể nào. Coi như là nguyên bản cái kia thần giới đã không có đi đến trình độ như vậy, cho nên ta liền chỉ có thể là nhiều hình thành ra một cái điểm. Nhưng hai khỏa tinh cầu kết nối không gian cho lên trên càng thêm lập thể, từ đó đi chạm đến 5 chiều không gian phạm trù. Thế là ta liền bắt đầu chế tạo ra cái này quả thứ ba thiên dưỡng hạch tâm, hy vọng hình thành cái thứ ba phân thân, từ đó nếm thử đi chạm đến 5 chiều. Một khi thành công bằng vào bàn ba cái điểm tựa, ta thành lập thần giới khả năng liền sẽ lớn. Có thể tại trong phân liệt trong quá trình này cũng đã là ta suy yếu nhất thời điểm. Long tộc cái kia một đời thủ tọa chính là thừa cơ hội này cùng với Thiên Mã tộc liên hợp, thừa lúc vắng mà vào bắt lấy ra suy nghĩ nhất thời điểm, đem ta phong ấn trưởng khống, đồng thời thì cũng cầm đi cái này thứ ba thiên sưỡng hạch tâm, đem hắn trưởng khống và phong ấn. Thiên dưỡng hạch tâm đối với bọn hắn bản thân là vô dụng, tác dụng duy nhất chính là nhường tinh cầu tiến hóa. Đối với hai tộc bọn họ tôi nói, lại xuất hiện ra một quả tinh cầu tiến hóa, thuộc về vấn đề liền thành lập vấn đề lớn nhất, tại hai bên đều không thể nào thỏa hiệp tình huống phía dưới, liền lưu lại. La Miên Vũ lúc này trong lòng là rung động, chấn động nhất địa phương chính là đã từng lòng thiên dưỡng chỗ đông chạm đến cấp độ, đã tại kiến lập ra cái này quả thứ ba thiên dưỡng hạch tâm, cái kia thật sự mang ý nghĩa. Ngay lúc đó nàng khoảng cách thần giới đã rất gần khi đó thì nàng vị diện bên trong đã có được rất nhiều siêu thần cấp cường giả, cũng có được đầy đủ khổng lồ sinh mệnh năng lượng. Kém chỉ sợ sẽ là cái này thứ ba điểm tựa hình thành, từ đó để cho chính mình nắm trong tay thế giới hoàn thành thuế biến tiến hóa ra cái này cuối cùng quá trình mà thôi. Nếu như không phải lòng kỵ sĩ, thiên mã kỵ sĩ nhóm không nguyện ý thấy thần giới thành lập, mình bị triệt để thống trị chỉ sợ nàng đã thành công. Thật sự chính là lợi hại. Vậy cái này khối thứ ba thiên dưỡng hạch tâm cùng với trước đó hai cái giống nhau sao? La Miên Vũ hỏi. Long Thiên Dưỡng nói, trên cơ bản là giống nhau, bọn hắn là tại ta xây dựng thành công một khắc cuối cùng mới ra tay, ta hết sức hoài nghi, lúc ấy sau lưng liền có Thâm Hồng Chi Mẫu cái bóng, không có người chỉ bảo bọn hắn chưa hẳn có thể làm được, chỉ có điều thời điểm đó Thâm Hồng Chi Mẫu giống như đang đứng ở suy yếu kỳ, cũng không có ra tay, bằng không mà nói với ta mà nói mới thật sự là tai họa. Như vậy nói một cách khác, bất luận cái gì tinh cầu hấp thu ra người cái này miếng thiên dưỡng hạch tâm liền sẽ trở thành cái thứ ba thiên long thiên mã tinh. Khi đó ngươi còn có thể khống chế cái này hạch tâm sao, trường khống cái này sinh mệnh chi hạch. Long Thiên Dưỡng cười khổ nói, không thể nào, ta hiện tại liền thiên long tinh thiên mã tinh sinh mệnh hạch tâm đều trường khống không được, làm sao có thể lại trường khống ra cái thứ ba đây. Tình huống hiện tại chính là nếu như cái này miếng thiên dưỡng hạch tâm sở đi thiên long tinh cùng với thiên mã tinh phạm vi, ta liền sẽ tách xa cùng nó ở giữa liên hệ. Nay miếng thiên dưỡng hạch tâm mặc dù chỉ là bán thành phẩm không thể cuối cùng bị kích hoạt, nhưng cũng đã hoàn thành chín thành, đối với bất luận cái gì vị diện tới nói đều là đại bổ đồ vật. La Miên Vũ thở sâu, bọn hắn chịu xuất ra cái này thật sự chính là, cái kia có biện pháp nào sao, hoặc là ngươi có gì tốt ứng đối phương pháp sao? Long Thiên Dưỡng nói, các ngươi không phải đã chế định nhắm vào Thâm Hồng Chi Mẫu kế hoạch sao, đối với trò các người kế hoạch kia tôi nói, ta thiên dưỡng hạch tâm làm mồi nhử, so với bất kỳ vật gì đều mạnh, là Thâm Hồng Chi vực không thể nào không ra tay, liền để bọn hắn đem đi đi, hiện tại ta còn cái gì đều không làm được. Long kỵ sĩ nhóm chuẩn áp để cho ta căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có chiến tranh sau khi bắt đầu, cho đến trong bọn họ cường giả sở đi thiên long tinh thiên mã tinh, ta có lẽ mới có một ít cơ hội điều động tinh cầu tài nguyên đến giúp đỡ người, cho nên chiến tranh bắt đầu về sau càng là tiến hành ra đến quyết liệt thời điểm, ngươi chỉ có thể là trở về một chuyến, chúng ta chân chính ký kết hợp tác khế ước, đồng thời thì ta cũng giúp ngươi mau sớm hoàn thành tiến hóa. La Miên Vũ trong lòng hơi động, chân chính ký kết khế ước chính là chúng ta trước đó đạt thành hợp tác điều kiện sao? Đúng vậy, chính là như vậy, ta cần người dùng thần thức để hoàn thành cái này phần khế ước, làm thần giới thành lập về sau, ta làm thần giới chi hạch, ngươi làm thần giới chi vương, chúng ta chung nhau trưởng khống thần giới.
Được, Lam Yên Vũ không do dự trực tiếp đáp ứng xuống. Long Thiên Sương âm thanh thủy chung đều có chút chán nản, nhưng Lam Yên Vũ đối với nàng lại có mấy phần cảnh giác. Trước đó thì nàng cũng không có nói còn có khối thứ ba Thiên Sương Hạch Tâm chuyện này. Người nào cũng không thể khẳng định nàng có phải hay không còn có tư tâm tồn tại. Tương lai thần giới thành lập thời điểm nếu như có biến số lên trên làm cái gì. Nàng có thể nhìn ra chính mình có thần vương chi tư, nhưng chưa hẳn là có thể nhìn ra được. Chính mình có khả năng thành tựu không chỉ là phổ thông thần vương, càng là đã từng thần giới chi chủ cường đại nhất thần vương. Hiện tại đối với hai bên tôi nói,